Thằng Lê xin chào anh chị và các bạn. Có nhiều bạn gửi câu hỏi về cho thằng Lê hỏi rằng là có cách nào để mình vẽ AutoCAD cho nó nhanh hay không? Xin thưa là có, nhưng nó có nhiều yếu tố hợp lại chứ không phải là một yếu tố. Thì trong video này mình chia sẻ cho các bạn một trong những yếu tố rất là quan trọng giúp các bạn vẽ CAD nhanh hơn, rút ngắn cái thời gian vẽ lại. Đó là các cái cách các bạn nhập kích thước ở trong bản vẽ AutoCAD. Có nhiều bạn vẽ CAD lâu năm chứ có nhiều cái cách chưa chắc các bạn đã biết nữa. Cho nên cái video này sẽ không thừa dành cho các bạn đã biết AutoCAD và những bạn bắt đầu học AutoCAD thì càng xem video này nha. Các bạn xem hết càng cuối video sẽ có nhiều cái rất là thú vị. Rồi mời các bạn theo dõi. Đầu tiên mình lấy cái cách đầu tiên là các bạn nhập trực tiếp con số từ bàn phím. Chẳng hạn như đầu tiên các bạn nhập lệnh line. Mình muốn vẽ một cái đoạn thẳng có chiều dài, đúng bằng 1000 mm thì cách làm đơn giản mà bạn nào cũng biết khi mà đã biết vẽ các cơ bản, đó là chọn điểm xuất phát ha. Rồi cái điểm xuất phát này các bạn chọn ngẫu nhiên, rồi sau để muốn thẳng góc thì các bạn nhấn F8 rồi các bạn di chuyển chuột bằng chỉ hướng nào rồi bạn nhập con số enter thì nó vẽ này rất là đơn giản, bạn nào cũng biết. Các bạn nhập vô 1000, enter. Rồi các bạn quan sát, nếu bạn không thấy cái đầu còn lại thì các bạn cứ nhắc đôi cái bánh xe, nhắm đầu con lăn thì nó zoom ô lại thôi nha. Nhấn Escape bỏ không vẽ nữa. Thì như vậy là cái đoạn thẳng này nó dài đúng là 1000 mm rồi. Các bạn cứ nhập trực tiếp, lệnh line cứ nhập trực tiếp, không có dấu trừ gì cả. Bạn muốn đi hướng nào bạn chỉ hướng đó, rất đơn giản. Cách thứ hai, bây giờ mình vẽ line mà cái điểm xuất phát này nè, không có phải chọn ngẫu nhiên mà là mình muốn là nó tính từ góc tọa độ này nè, nó đo ra đúng bằng 1000, đo lên đúng bằng 1000, nó kẻ một đoạn thẳng dài đúng 1000, ví dụ như thế. Cách làm như sao nè, đó là cái cách mà các bạn nhập tọa độ, nhập vô 500,500. Khi các bạn nhập 500,500 thì cái nó làm như sao, từ cái góc tọa độ này nè, đo ra đúng 500, đo lên đúng 500, chấm điểm xuất phát, enter, đó là nó làm đúng rồi đó. Nó từ đây đo ra đúng 500, lên đúng 500, chấm điểm xuất phát cho các bạn. Mình tắt F8 đi nè, đó. Cái biểu tượng là cái góc vuông nè. Bây giờ cái góc còn lại, để định vị góc còn lại đó, thì nó có những cái cách để định vị sau đây nè. Một là bạn nhập trực tiếp luôn. Nếu mà bạn vẽ thẳng góc thì bật F8 chỉ hướng nhập con số giống như tình huống vừa rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn là từ đây đi thẳng ra đúng 1000, lên đúng 1000 kẻ đoạn thẳng này. À, thì cái cú pháp nhập như thế nào đây? À, cú pháp này, các bạn nhập cú pháp vào là A cộng. A cộng là bắt đầu nó so với là cái điểm mà các bạn đang dừng đó. Nó bắt đầu từ điểm này so ra nè. Còn không có A cộng là nó so với góc tọa độ, các bạn chú ý cái đó. A cộng, sau cái A cộng là kích thước theo phương nằm ngang x đó. Theo phương nằm ngang cộng cho kích theo phương x, mình nói cụ thể theo phương x nè. A cộng 1000, phải giả sử lên 1000 luôn. Thì CAD sẽ làm như sau, từ điểm này nè, đi ngang qua 1000, đi thẳng lên 1000 là nó kẻ cho các bạn đoạn thẳng này. Enter, các bạn thấy chưa, nó vẽ nè. Cái đoạn thẳng này không phải dài 1000 nha các bạn. 1000 là từ đây nè, ra đúng 1000, đây lên đúng 1000. Hay nó khác hơn đây là chính là cái đường chéo của cái hình chữ nhật có kích thước 1000 đó. Enter thì kết thúc. Đó, cái cú pháp thứ hai các bạn chú ý là A cộng X phẩy Y. Cú pháp này rất phổ biến. Chẳng hạn như mình vẽ một cái hình chữ nhật cũng dùng cú pháp đó. Nhập lên vẽ chữ nhật nè, chọn góc xuất phát nè, khi bạn gõ A cộng cái là CAD bắt đầu soi cái góc mà bạn chọn. A cộng giả sử ngang là 2000, phải cao 1000, enter. Thì từ cái góc xuất phát này nè, đi ngang qua 2000, đi thẳng lên 1000 mm thì nó sẽ chấm cho các bạn cái góc này liền đó. Bây giờ mình dùng cho lần copy có xem có được hay không. Giả sử mình có một cái hình chữ nhật có kích thước là 50,50. Bây giờ mình cần sao chép thêm một hình chữ nhật nữa, mà cái hình này là tức là sao chép xong nó nằm đâu đây nè. Đây, biết rằng từ đây ngang qua là 1000 lên 500. Đặt cái hình sao chép ra nằm ngay đúng vị trí đó. Cách làm, nhập lên copy, bạn chọn đối tượng, enter. Điểm đặt bạn chọn ngay cái tâm của cái đối tượng cần sao chép nè. Chọn ngay tâm của đối tượng cần sao chép nha. Để tìm tâm, nếu các bạn dùng cái cách mới thì nó có cái tâm luôn. Đây là bạn bật cái chế độ này lên, nó sẽ có được cái tâm này, Geometry Center này ha. Còn cách 2015, 16 trở xuống là chưa có cái tâm này đâu. Bạn dùng M hay B bạn chọn. Chọn được tâm xong rồi, bạn nhập vào cú pháp A cộng 1000,500, Enter.
có nghĩa là kép làm như nè, từ đây đo đúng ngàn lên đúng 500 chấm điểm vị trí đó. Đó bằng chú ý cú pháp a cộng x phẩy y. Còn khi mà các bạn nhập có dấu trừ để đi ngược lại, ví dụ co enter này, chọn đối tượng enter điểm đặt ngay tầm. Bây giờ mình nhập cú pháp là a cộng trừ 1000 phẩy trừ 500 kép làm như thế nào đây? Trừ có nghĩa là từ đây đi ngược lại, trừ là ngược của âm của x nè, âm của y nè. Giờ mình enter cái thì nó đặt đầu phía dưới đây nè, enter nào bạn thấy chưa? Chú ý cú pháp có trừ hay không nha. Dương lên cứ từ đây đi lên là dương của y, âm của y, dương x, âm có dấu trừ thế thôi. Cú pháp này áp dụng được cho tất cả các lệnh, không riêng gì lệnh like hay hình chữ nhật. Nhiều bạn nhầm tưởng cái cú pháp này chỉ dành riêng cho hình chữ nhật, không phải. Đây là cái cách nhập kích thước ở trong AutoCAD nói chung dành cho tất cả các lệnh, các bạn chú ý cái đó. Một cái cách nữa khá phổ biến nữa mà nhiều bạn chưa để ý tới, đó là mình định vị bằng cách đem lấy lệnh like làm ví dụ. Giả sử mình muốn vẽ một cái đoạn thẳng có chiều dài đúng bằng 1000 nhưng mà cái góc của nó so với cái phương nằm ngang đi qua cái điểm xuất phát á, đúng bằng 30 độ. Thì cách làm như sao? Sau khi bạn chọn điểm xuất phát xong, nhập vô cú pháp là A cộng. Khi các bạn A cộng cái thì bạn tưởng tượng là cái góc tọa độ này tạm thời nó bay về chỗ này, nó đặt ở chỗ này, không không đang ở đây. Bạn tưởng tượng như vậy đó cho đơn giản. Trong nếu các bạn có đọc một số tài liệu người ta ghi là tọa độ tương đối hay tọa độ tuyệt đối là so với góc tọa độ, tương đối là so với điểm này nè. Thôi mình bỏ qua cái khái niệm tương đối tuyệt đối đi ha. Bây giờ các bạn cứ tưởng tượng là A cộng cái góc tọa độ này tạm thời nó bay về ngay chỗ này, nó nằm ở chỗ này nè. Vậy là không không đang ở đây đó, vậy từ đây tính ra thôi. A cộng sao với A cộng là chiều dài của cái line, sao A cộng chính là chiều dài của đoạn thẳng. Dấu nhỏ ha, cái cú pháp của nó là A cộng x nè, A cộng chiều dài nha, xin lỗi, A cộng chiều dài, dấu nhỏ số đo góc, chẳng hạn cho bạn nhập 30 enter thì CAD sẽ làm như sao? Từ đây nó dài ra đúng bằng 1000 và nó quay lên đúng bằng 30 độ cho các bạn thì nó vẽ cho bạn cái line đó đó. Enter cái bằng quan sát nè. Đó. Cái line này dài đúng bằng 1000 và cái góc so với phương nằm ngang đúng bằng 30 độ. Enter kết thúc. Bây giờ mình không vẽ line mà mình nhập lên vẽ chữ nhật, nhập cú pháp này được hay không? Xin thưa được, lệnh nào cũng được hết. Đây cái làm này, nhập lên vẽ chữ nhật. Chọn góc xuất phát, bằng nhập vào cú pháp A cộng. Sau cái A cộng á chính là chiều dài của cái đường chéo hình chữ nhật. Ví dụ 1500, dấu nhỏ số đo góc chính là cái góc của cái đường chéo hình chữ nhật so với phương nằm ngang, chẳng hạn như 30 độ. Enter rồi các vẽ rồi, có nghĩa là cái đường chéo là đây nè, cái này là dài đúng bằng 1500, cái góc này đúng bằng 45 độ, được chưa các bạn? Đúng bằng 30 độ, góc này đúng bằng 30 độ, nãy mình nhập 30 ra 30 đó. Thì đó là cái cú pháp để các bạn vẽ A cộng. Nhắc lại cú pháp thứ hai là A cộng chiều dài dấu nhỏ số đo góc. Các bạn nhìn ngay bên dưới màn hình nè, A cộng nè, chiều dài ví dụ như 1000, dấu nhỏ sau cái dấu nhỏ là số đo góc, trừ là đi xuống, dương là đi lên. Xuống lên là như thế nào? Là so với phương nằm ngang nè, so với phương nằm ngang nè, trừ là sẽ vẽ quay xuống, dương quay lên thế thôi. Đó là cú pháp rất phổ biến trong CAD luôn. Rồi cái cách tiếp theo để các bạn định vị ở trong CAD đó là các bạn bật cái tính năng hỗ trợ kích thước di động trong AutoCAD lên. Từ phiên bản CAD 2.7 là đã có cái tính năng này rồi mà nhiều bạn cũng chưa khai thác tốt cái tính năng này. Bạn chỉ cần bật cái chế độ này lên, nếu mà các bạn không thấy bạn nhấn vào biểu tượng này nè, Dim Mode. Các bạn không thấy cái này thì bạn nhấn vào cái biểu tượng ba sọc ở đây, bạn tìm đến Dynamic Input, tức là cái ngõ vào di động ở trên màn hình, những cái hỗ trợ kích thước nó chạy di động trên màn hình. Phím tắt của nó là F12. Rồi mình bật nó lên. Khi bật nó lên rồi thì các bạn nhập lệnh like, bạn chọn một điểm xuất phát thì các bạn thấy đó, nó báo cho các bạn thấy cái chiều dài phát thảo, cái cạnh đó là dài bao nhiêu, và cái góc hợp với cái phương nằm ngang một góc độ cụ thể bao nhiêu luôn. Nếu các bạn vẽ phát sai số cho phép thì bật chế độ này lên vẽ cho nó nhanh, được chưa các bạn? Không cần phải chính xác nha. Trong trường hợp sai số cho phép thì bạn vẽ như thế này cho nó lẹ đó. Nhưng mà khi các bạn nhập thì nhập như thế nào, bạn đang để rõ đâu không cần biết, bạn gõ lệnh thì tự động nó điền vào ngay con rõ luôn đó, nếu mà chế độ này bật lên nha. Chẳng hạn như mình vẽ một cái hình chữ nhật có kích thước là 1m1m, cách vẽ như sau.
nhập lên vẽ chữ nhật, các bạn chọn gốc xuất phát. Khi đã bật cái chế độ này lên rồi thì các bạn không cần nhập A cộng nữa, các bạn chỉ cần gõ giả sử 1000, rồi các bạn chỉ cần gõ phím, bạn gõ dấu phẩy một cái nè, hoặc là bạn gõ phím phím tab cũng được này, bạn gõ phím tab nó nhảy qua nè, hoặc gõ phím tab hoặc là dấu phẩy nha, bạn gõ phím tab hoặc là dấu phẩy là nó sẽ nhảy qua cái thứ còn lại. Rồi các bạn chỉ nhiệm vụ là các bạn gõ cái thứ còn lại enter thì nó vẽ ngay đó. Tốt nhất các bạn cứ gõ phím tab cái là nhanh. Sau khi bạn gõ cái thứ thứ nhất xong, cái thứ thứ nhất là theo phương x của trục tọa độ đây nè, con số thứ hai theo phương y ha, rồi nó sẽ vẽ ngay. Thì cái cú pháp này các bạn có thể dùng được cho tất cả các lệnh, chẳng hạn mình dùng lệnh copy, nhập lệnh nè, chọn đối tượng, enter, chọn điểm đặt. Bây giờ mình mong muốn đó là nó chạy ngang qua đúng bằng 5 mét, lên đúng bằng 5 mét, đặt cái hình còn lại. Thì cách làm các bạn cứ gõ vào 5000, các bạn cứ dọc gõ 5000, bạn gõ dấu phẩy và phím tab ha, này, gõ phím tab cũng được nữa, rồi bạn nhập tiếp 5000 nữa, enter, rồi nó chấm rồi, nó copy rồi. Này, vừa rồi mình nhập có dấu trừ. Khoan để mình coi lại cái thứ vừa rồi mình nhập, mình bị nhầm cái gì rồi. Này copy nè, chọn đối tượng, enter, chọn điểm đặt. Rồi bạn nhập vào cú pháp A cộng, vừa rồi cho mình đăng chỉ xuống ha, 5000. Rồi bạn gọi dấu phẩy cho nó là 5000 luôn, enter. Rồi nó đặt lên liền, này bạn thấy chưa, đây ra đúng 5000, này đúng 5000, nó đọc cho các bạn. Hồi nãy mình nhập sai cái thước, cứ 5000, phẩy 5000 cái là nó bằng xài dấu phẩy ha, là nó sẽ đặt liền cho các bạn, rất là nhanh như vậy. Và lệnh like, tất cả các lệnh mà cứ xài tính năng này. Nhưng mà cái máy các bạn cuốn nó cấu hình nó không cao, yếu, các bạn vẽ thế này nhìn thấy rườm rà rối mắt quá, cho nên các bạn thì bình thường nó không dùng tới, các bạn nên tắt nó đi, nhấn cái đây tắt nó đi đó, tắt nó đi để mình vẽ cho đỡ rườm rà rắc rối ha. Còn khi bật cần thì bật nó lên, đây cũng là một cách để nhập kích thước đó. Thì các bạn hết sức chú ý mấy cái vấn đề này để mình vẽ cho nó chính xác. Còn khi mà các bạn copy hay lệnh gì đó, giả sử lệnh copy, bạn chọn một cái đối tượng, enter, điểm đặt, rồi chọn đối tượng này. Lúc này mình chỉ hướng, giả sử mình bật F8 lên, bạn chỉ lên hay chỉ xuống, qua trái, qua phải, bạn chỉ cho rõ ràng, nhập con số enter thôi, chứ không cần phải có dấu trừ, bạn chú ý cái đó. Chỉ khi nào bạn nhập mấy cái cú pháp là A cộng, rồi chiều dài, dấu nhỏ, số đo góc thì chú ý cái góc đó có trừ hay không. Đó. Còn cái chiều dài vẫn không có trừ nha. Còn cái A cộng, x, phẩy, y, tức cái thước theo phương ngang và theo phương thẳng thẳng đứng y đó, thì các bạn chú ý có trừ hay không. Đó là tổng hợp tất cả các cái cách nhập kích thước phổ biến trong CAD mà các bạn cần chú ý. Các bạn đặc biệt chú ý cái cú pháp là A cộng, x, phẩy, y đó. Ví dụ mình vẽ cái đầu dốc mái nhà đi, mình cần vẽ cái mái nhà có đầu dốc là, giả sử mình có cái mặt cắt ngang A cộng, chiều ngang là 5m, chiều ngang 5m đi, chiều còn lại mình lấy cho 4m. Rồi mình có cái mái nhà dốc về hai phía, đầu dốc là 40%, ví dụ thế. Thì cách vẽ như sau: like, chọn điểm xuất phát, rồi các bạn nhập vô cái cú pháp đó là A cộng, bạn lấy 100 làm chuẩn ha, A cộng, sau đó là 100, phẩy, mình đi lên dốc 40%, tức là ngang 100, đi lên 40, rồi đi lên 40, enter cái, enter kết thúc luôn. Ở bên đây tương tự, bạn dùng lệnh mirror qua, mi, enter, mirror nó qua, trục nó xứng ngay giữa, F8 bật lên, lít chuột trái cái nữa, enter xong, cho hai cái này gặp nhau, đó là lệnh bo góc bán kính bằng 0. Nhập lệnh F, enter, biểu tượng nằm đây, gõ R, radius nếu bán kính khác không nha, enter. Sau đó bạn chọn hai cái cạnh này cái thì nó gặp nhau là xong. Như vậy là chúng ta đã vẽ được độ dốc 40% rồi, được chưa các bạn? Đấy, hoặc là cách khác mình vẽ một cái độ dốc sàn nhà nào đó, thì các cái cách làm cũng y như vậy. Rồi, cái video này Thắng Lê xin kết thúc tại đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài chia sẻ tiếp theo. Các bạn nhấn like, share giúp Thắng Lê video này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.